Quý vị và các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật cơ bản về siêu âm Doppler mạch chi dưới. Cái video này sẽ gồm có hai phần. Thứ nhất là những cái kỹ thuật cơ bản về siêu âm Doppler mạch nói chung. Mà nếu mà áp dụng những cái kỹ thuật cơ bản này vào thì các bạn có thể siêu âm được tất cả các cái mạch nói chung, không chỉ vì cái mạch động mạch chi dưới. Phần thứ hai sẽ là cái giải phẫu siêu âm Doppler mạch của chi dưới. Thì tại sao lại động mạch chi dưới? Bởi vì cái động mạch chi dưới là cái động mạch mà phức tạp mà khó nhất trong cái các cái mạch ngoại vi. Bởi vì thứ nhất là nó trải dài trên một cái đoạn của chi dưới, và thứ hai là một số các cái vị trí nằm tương đối sâu với cái cấu trúc mạch máu rất là nhỏ, cho nên là tương đối khó. Thế thì đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật cơ bản của cái siêu âm Doppler mạch nói chung. Thứ nhất là cái cách cầm đầu dò. Cầm đầu dò thì các bạn phải cầm làm sao mà tức là không sợ bị ướt tay, mà phải đặt tì một cái tay lên da của bệnh nhân để giữ vững được cái đầu dò. Và cái mà điều mà quan trọng nhất của cái đặt đầu dò là phải tạo với cái góc nhọn với cái động mạch chi dưới. Ví dụ như thế này, một cái động mạch, chúng ta biết rằng động mạch nó nằm ở dưới da, nằm ở trong cơ, thì nó đi song song với bề mặt da. Thì khi mà chúng ta đặt cái đầu dò đặt cái đầu dò siêu âm vào cái mạch máu của bệnh nhân, thì cái đầu dò nó có cái xu hướng là nó nằm song song với cả cái mạch máu. Đấy, bởi vì cái mạch máu nằm ở ngay dưới da. Đấy, thì chúng ta chỉ việc chích một cái góc, chích nhẹ cái đầu dò thôi. Đấy, chích nhẹ cái đầu dò một cái góc. Đấy. Như vậy thì cái đầu dò nó sẽ tạo với cái mạch máu đấy một cái góc nhọn. Đấy, góc nhọn. Có một điều là chú ý là khi mà chúng ta ấn cái đầu dò này để tạo thành một cái góc nhọn thì có cái xu hướng là làm cho cái mạch máu nó bị bẹp lại. Chính vì thế cho nên ta phải đặt đầu dò nhẹ thôi, thì tránh để làm cho cái mạch máu nó bẹp lại, và có thể mình sẽ nhận định nhầm là cái mạch nó bị hẹp. Đấy. Cái bước thứ hai mà về cái kỹ thuật cơ bản của siêu âm Doppler mạch đấy chính là đặt cái cửa sổ Doppler màu. Nếu mà chúng ta đặt được cái Doppler, đặt được cái đầu dò đúng, thì chúng ta sẽ đặt tiếp tục cái bước thứ hai là cái cửa sổ Doppler màu. Thì cái Doppler màu thường nó ký hiệu bằng chữ C ở trên cái bàn phím. Và khi mà chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler màu này vào, bao giờ nó cũng có một cái dạng các loại hình bình hành hoặc hình chữ nhật. Đấy. Thế thì nếu mà đặt đúng thì cái đường chéo lớn của cái hình bình hành này nó phải trùng với cả cái đường đi của cái mạch máu. Đấy. Như thế này là cái đường chéo lớn nó đi ngược lại, thì chúng ta phải chỉnh lại cho đúng. Chỉnh lại cho đúng. Đấy, khi chúng ta chỉnh lại cho đúng thì mới đo được, thì mới siêu âm đúng được. Còn nếu mà bước này mà sai thì bước sau sẽ sai. Khi mà chúng ta đặt được cái cửa sổ Doppler màu đúng thì đến bước thứ ba mà chúng ta cần phải làm đấy chính là đặt cái cửa sổ Doppler xung. Doppler xung thì thường nó là cái ký hiệu bằng cái chữ PW trên cái bàn phím. Có cái khái niệm gọi là góc của cái Doppler xung. Góc Doppler xung chính là cái đường mà thẳng, đường thẳng mà nằm ở giữa cái cửa sổ Doppler xung. Cái cửa sổ của Doppler xung là hai cái vạch mà nằm ở trong cái lòng mạch mà như cái mũi tên của chúng tôi chỉ đây. Đấy, thế thì cái cửa sổ Doppler xung này được khuyến cáo là nằm chiếm khoảng 2/3 của cái đường kính của cái lòng mạch. Đấy. Còn cái góc của Doppler xung, góc này chúng ta đều có thể chỉnh được. Đấy. Và cái góc này thì chúng ta làm thế nào mà không được quá 60 độ. Đấy. Cái độ nó sẽ hiển thị ở trên cái này. Đấy, địa hộ thì hiển thị ở trên, thường ấy, thì nó sẽ hiển thị trên màn hình của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm đúng được cái bước là đặt cái đầu dò đúng, tạo thành góc nhọn với mạch máu, đặt cửa sổ Doppler màu đúng là cái đường chéo lớn của cái hình bình hành nó trùng với cả cái mạch máu, thì cái bước mà đặt cái cửa sổ Doppler xung thì automatic là nó sẽ chính xác, thường nó sẽ không phải chỉnh sửa gì nhiều. Đó. Thế thì
khi mà chúng ta đọc làm đúng được các bước như thế thì chúng ta mới có thể ra được một cái siêu âm mạch chính xác được. Đó. Và cái siêu âm chính xác được ấy, thì nó sẽ quyết định bằng cái bằng những cái tốc độ của dòng chảy. Tốc độ dòng chảy phải đo được chính xác. Muốn đo được chính xác tốc độ dòng chảy thì chúng ta phải làm được bằng đấy các cái bước. Bởi vì khi mà chúng ta đo cái tốc độ dòng chảy và chúng ta xác định được cái phổ của cái đốt lê sung, nó sẽ là mấu chốt để chẩn đoán các bất thường về động mạch cũng như là bất thường về tĩnh mạch. Thế thì ngoài ra ấy, còn một cái khái niệm nữa mà chúng ta sẽ tương đối nhầm lẫn, bởi vì tôi thấy rằng là các cái bác sĩ học viên đi qua cái khoa của chúng tôi thì nhiều người đã làm cái siêu âm đốt lê mạch cũng tương đối nhiều năm rồi, nhưng mà cái hiểu về thấu đáo về cái chiều của cái dòng chảy trên cái siêu âm Doppler màu cũng chưa thực sự là hoàn chỉnh. Đấy, thế thì khi mà chúng ta đặt được một cái góc nhọn giữa đầu dò và cái mạch máu như thế này, đấy, thì chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler màu vào thì phiên giải cái chiều của dòng chảy thế nào? Đấy, ở đây chúng ta thấy rằng là ở phía bên tay trái của màn hình là phía trên của bệnh nhân. Phía bên tay phải màn hình là phía dưới của bệnh nhân. Đấy, dòng máu chảy từ trên xuống dưới. Đấy, thì nó sẽ có xu hướng là đi xa đầu dò, bởi vì đây là gần đầu dò, đây là xa đầu dò, và chảy từ trên xuống dưới, nó có xu hướng đi xa đầu dò. Xa đầu dò thì thường xa đầu dò ấy, thì cái phổ mạch nó sẽ có màu xanh. Đấy, với điều kiện là cái chúng ta để cái chế độ của màn hình của mặc định với cả cái máy. Đấy, mặc định của máy tức là gì? Màu đỏ phía trên, màu xanh phía dưới. Bởi vì sao? Có nhiều những cái có cái thế hệ máy bây giờ người ta có thể hoàn toàn có thể lật ngược được, đảo ngược được cái mặc định đấy. Và tôi khuyến cáo là nên là để cái chế độ là luôn luôn mặc định của màu của theo máy, tức là màu đỏ phía trên, màu xanh phía dưới. Và khi đó ấy, thì nó sẽ tuân theo cái quy tắc là cứ đi xa đầu dò, dòng chảy có màu xanh, đi gần đầu dò, dòng chảy có màu đỏ. Đấy, thì ví dụ như là cái tĩnh mạch đùi đây chẳng hạn, tĩnh mạch đùi đây chúng ta thấy rằng là đây là dưới, đây là trên, dòng chảy tĩnh mạch đi từ dưới lên trên, tức là đi về phía gần đầu dò, và như thế nó sẽ có màu đỏ. Đấy, như thế là với những cái trường hợp mà mạch ngoại vi như này chúng ta ít quan tâm đến cái chiều của dòng chảy. Tuy nhiên là những cái trường hợp mà siêu âm đốt lê mạch cảnh hoặc mạch đốt sống thì một cái nhận định về dòng chiều của dòng chảy mà một cách rất là nhanh chóng như thế này thì nó giúp chúng ta đỡ mất thời gian hơn rất nhiều, và chúng ta hiểu rõ hơn về cái chiều của dòng chảy. Có một số những trường hợp mà cái dòng chảy của động mạch đốt sống hoặc thậm chí kiểu cái động mạch cảnh trong nó không đi từ dưới lên trên não nữa mà nó điện đi từ trên xuống dưới, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận định được cái chiều của dòng chảy dựa vào cái Doppler màu là như thế. Phần thứ hai của cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái giải phẫu của cái động mạch chi dưới. Đấy, giải phẫu động mạch mạch chân thì cái giải phẫu siêu âm Doppler của động mạch chân ấy, thì nó cũng rất là dễ nếu chúng ta biết được cái giải phẫu của mạch máu bình thường. Đấy, thế thì đầu tiên chúng ta siêu âm bao giờ cũng bắt đầu bằng lát cắt ngang. Đấy, để xác định được cái mốc cái giải phẫu của cái mạch máu đấy, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái động mạch đùi chung. Đấy, động mạch đùi chung. Động mạch đùi chung ấy thì nó sẽ đi xuống dưới trong cái ống đùi. Đấy, ngay phía trước nó là có một cái cơ may là cơ tùy hành của động mạch. Đấy, và nó đi xuống dưới thì nó sẽ chia ra thành động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Đùi sâu thì cái động mạch đùi sâu nó đi xuống đi rất là sâu ở phía trong cơ thế này, thì chúng ta chỉ khảo sát được cái đoạn gốc của nó thôi, và thường thì không khảo sát được gì thêm ở cái đoạn thấp hơn nữa. Tuy nhiên là cái mạch mà chính của nó là động mạch đùi nông. Động mạch đùi nông chúng ta sẽ cắt ngang cái động mạch như này. Đấy. Và chúng ta luôn luôn sẽ nhìn thấy được cái động mạch. Thì trong cái quá trình mà chúng ta siêu âm để xác định được cái vị trí của mạch máu rồi, thì chốc chốc ấy,
chúng ta lại xoay dọc cái đầu dò ra. Đấy, xoay dọc ra cái đầu dò ra để khảo sát. Thứ nhất là thành mạch. Thứ hai là về cái hướng dòng chảy, tốc độ dòng chảy và cái phồ mạch của nó. Đấy. Chúng ta thấy rằng là cái động mạch đùi nó nằm song song với cả cái đầu dò đấy. Đầu dò đây. Động mạch đùi đấy nằm song song. Thế thì chúng ta chỉ việc chỉnh nhẹ một cái góc thôi. Đấy, chỉnh nhẹ đầu dò một cái góc thì nó sẽ tạo thành một góc nhọn với cả cái mạch máu. Đấy. Và khi mà chúng ta chỉnh được một góc như này rồi thì chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler màu vào. Đấy, chúng ta chỉnh so cái hình bình hành, tạo thành hình bình hành của cái đúc cửa sổ Doppler màu và cái đường chéo lớn của cái hình bình hành đấy nó trùng với cả cái dòng chảy. Đấy, ví dụ như này là chính xác rồi thì chúng ta sẽ đặt cái cửa sổ Doppler xung vào, và thường là động mạch, thường là cái cửa sổ Doppler xung nó sẽ tự nhiên là nó sẽ chính xác theo cái chiều của dòng chảy, và cái cửa sổ Doppler xung này nó phải trùng, nó cùng phương với cả cái dòng chảy. Đấy, và sau đó thì chúng ta đo tốc độ dòng chảy. Đấy, thì sẽ ra được một cái tốc độ mà chính xác, thường là khoảng từ 60 đến 100 cm trên giây là hoàn toàn bình thường. Đấy, thì sau đó thì chúng ta lại đi ngang xuống dưới. Đấy, tiếp tục đi ngang xuống dưới và chúng ta lại xoay dọc cái đầu dò ra và làm tương tự cái động tác như trên để xác định cái dòng chảy và xác định phổ mạch. Bởi vì có một số các cái mạch máu mà nó nằm sâu, nằm trong cơ ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái hình ảnh đen trắng ấy, chúng ta sẽ rất khó để xác định được là cái mạch đấy nó hẹp hay nó tắc gì không, mà chúng ta cần phải thêm cái Doppler màu và Doppler xung vào để đo tốc độ dòng chảy, để góp phần vào cái chẩn đoán của chúng ta. Đấy. Thì cái động mạch đùi với cái cơ tùy hành là cái cơ may tiếp tục đi xuống dưới, 1/3 dưới của đùi thì nó chui qua lỗ cơ khép, chui qua lỗ cơ khép để tạo thành động mạch khoeo. Và cái động mạch khoeo thì nằm ở trong cái chám khoeo. Chúng ta đặt đầu dò vào thì thấy cái tĩnh mạch nó nằm ở nông, sau đó đến động mạch đùi. Đấy. Và tĩnh mạch thì ấn đầu dò vào thì nó xẹp. Đấy. Sau đó thì khi ta xoay dọc cái đầu dò ra, để muốn khảo sát chi tiết một cái mạch máu đấy, chúng ta đều cần phải xoay dọc đầu dò ra, đưa về cái cửa sổ Doppler màu, đặt cửa sổ Doppler xung, và automatic là nó sẽ chính xác. Đấy, tốc độ 3 pha thì là hoàn toàn bình thường. Đấy, thế thì có một cái điều mà rất là quan trọng mà chúng ta đến siêu âm đến cái mạch cẳng chân, bởi vì thường là mạch cẳng chân nó tương đối nhỏ và chúng ta hay bị bỏ sót những cái tổn thương ở đây. Thì cái mạch của cẳng chân ấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tìm ra một cái mạch cẳng chân như nào. Đặt cái đầu dò vào 1/3 giữa, 1/3 trên của cái cẳng chân như này. Chúng ta thấy chỗ này là có một cái xương chày rất là cứng. Đặt đầu dò vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái xương chày đây. Đấy, nó tăng âm, nó có bóng cản đây. Đấy, xương mác đấy. Xương mác đấy. Đấy. Thì giữa cái xương chày và cái xương mác thường ấy, lúc nào nó cũng có một cái vách giàn cơ mà nó tạo thành một cái khoang mà phía nông là cái khoang cẳng chân nông và phía sâu là khoang cẳng chân sâu. Cái khoang cẳng chân sâu ấy thì có cái cơ chày sau, cơ gấp chung các ngón. Thế thì cái động mạch chày sau ấy thì bao giờ nó cũng nằm ở sát cái cân đấy và nằm ở phía sâu. Đấy, đây. Thế thì chúng ta thấy rằng là trở lại cái động mạch khoeo. Đấy, sẽ tách ra thành động mạch chảy trước và động mạch chảy sau đây. Và khi mà cái động mạch chảy sau ấy tiếp tục đi xuống, đấy, luôn luôn đi ở cái vách cân đấy, và chúng ta sẽ làm gì? Xoay dọc cái đầu dò ra. Đấy, khi mà cái động mạch này nó đã tạo sẵn một cái góc với cả cái mạch máu rồi. Đấy, mạch máu đây. Cái đầu dò này tạo thành sẵn một góc rồi, chúng ta chỉ nghiêng thêm một chút nữa để cho nó tạo thành một góc nhọn hơn nữa. Đấy, và chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler màu vào. Đấy, như thế này thì cái đường chéo lớn của cái hình ảnh nó không cùng hướng với cả mạch máu, chúng ta chỉ việc chỉnh lại. Đấy, là chỉnh lại, và sau đó là chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler xung vào thì thường là nó sẽ tự động, nó sẽ nó phù hợp. Đó. Thì tiếp tục chúng ta lại xoay để ngang cái đầu dò, luôn luôn xác định được dễ dàng cái động mạch cũng như là tĩnh mạch chảy sau. Đấy.
Thế thì cái động mạch chảy sau luôn luôn nằm, và chúng ta đi từ trên xuống dưới, xoay dọc đầu dò ra, chúng ta sẽ dễ dàng xác định được động mạch chảy sau. Đó. Luôn luôn có một điều cần phải lưu ý rằng là siêu âm động mạch chi dưới, siêu động mạch chi dưới phải thăm dò trên tất cả các cái chiều dài của cái mạch máu, mà chúng ta không được nhảy cóc, không được bỏ sót bất kỳ một cái chiều dài của mạch máu nào, bởi vì nếu mà chúng ta bỏ sót thì có thể đã bỏ sót một cái tổn thương hẹp mạch máu nào đó mà phía dưới tuần hoàn bảng hệ của nó rất là tốt và chúng ta thấy nó chảy hoàn toàn bình thường. Đấy. Thế thì động mạch chảy sau đi tiếp từ trên xuống dưới và vẫn nằm dọc theo cái cơ chảy sau và nằm trong cái khoang sâu của cẳng chân, và càng đi xuống dưới nó càng nông dần, và khi mà xuống dưới cổ chân thì nó sẽ nằm ở cái khoảng là ranh giới trung điểm giữa mắt cá trong và gót chân. Chúng ta đặt đầu dò vào cái là thường là sẽ thấy ngay được, đúng ở vị trí đấy sẽ thấy ngay được cái mạch máu đây là chính là động mạch chảy sau. Đấy. Thế thì cái đầu dò chúng ta cần phải chỉnh một góc, và cái đường chéo lớn của hình bình hành nó phải trùng với cả mạch máu. Đó. Khi mà động mạch chảy sau đi xuống đến gan bàn chân thì nó sẽ tách ra thành động mạch gan chân trong và gan chân ngoài. Đấy, thì đấy chính là cái động mạch siêu âm động mạch chảy sau. Thì cái sau này mở rộng hơn nữa sang cái tĩnh mạch chảy sau, chúng ta có thể phát hiện những huyết khối tĩnh mạch chảy sau, tức là tĩnh mạch sâu ở chi dưới, để chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái tĩnh mạch, vì vậy nó luôn luôn đi kèm với động mạch. Thường là có hai tĩnh mạch đi kèm với động mạch. Đây. Đấy, trong một số trường hợp chỉ có một cũng. Đó, chúng ta thấy là động mạch chảy sau đây thì thả lỏng cái đầu dò ra, chúng ta tĩnh mạch chảy sau, một tĩnh mạch chảy sau, hai tĩnh mạch chảy sau. Đấy. Đó, chúng ta ấn xẹp thì sẽ không, thì tức là nó không có huyết khối. Thì đây chính là cái siêu mạch chảy sau. Về cái mạch chảy trước ấy, thì nó thường nó dễ hơn là chảy sau. Động mạch chảy trước chúng ta chỉ cần để cái chân thẳng lại. Đấy. Và khi chúng ta đặt đầu dò vào cái mặt bên của cái xương chảy. Đấy, mặt bên của xương chảy chúng ta sẽ thấy xương chảy đây. Xương mác đây, và cái động mạch chảy trước nó sẽ uốn từ sau ra trước và ra ngoài. Đấy, thì đi qua cái chòm xương mác thì nó vắt qua cái chòm xương mác để nó đi chạy song song với cả xương mác. Cứ xương mác đi đến đâu thì động mạch chảy trước chạy xuống đến đấy. Đấy, rất là dễ dàng, và bao giờ chúng ta cũng xác định cái mạch máu trên cái lát cắt ngang của cái siêu âm đen trắng. Và sau đó chúng ta muốn khảo sát thêm nữa thì chúng ta xoay dọc cái đầu dò ra. Đấy, xoay dọc đầu dò ra, chúng ta để cái cửa sổ Doppler màu vào. Đấy, ở đây chúng ta thấy rằng là tôi đang để cái chế độ mặc định của cái máy, tức là màu đỏ trên màu xanh ở dưới, thì cái dòng chảy từ sâu đi ra nông, tức là đi về phía đầu dò, nó sẽ có màu đỏ, tức là đấy, cái động mạch chảy sau nó, động mạch chảy trước nó đi từ sâu ra nông. Đấy, và tiếp tục đi từ trên xuống dưới qua cái cơ mà rất là to nằm đây là cơ chảy trước, và động mạch chảy trước nó sẽ đi nằm sâu trong phần sâu của cái cơ chảy trước. Đấy, và chúng ta lại tiếp tục đi xuống dưới, cứ đi xuống dưới một đoạn chúng ta cần khảo sát thì thêm, chúng ta lại xoay dọc cái đầu dò ra để luôn luôn nhìn thấy được động mạch, đúng không? Chúng ta luôn luôn nhìn thấy được động mạch chảy trước. Và khi mà động mạch chảy trước đến cổ chân thì nó sẽ nằm ranh giới giữa là gì, mắt cá trong, mắt cá ngoài, và cái điểm giữa của cái động mạch, điểm giữa của hai cái đường nối hai cái mắt cá đấy ở cổ chân chính là động mạch chảy trước. Và chúng ta đặt ngang cái đầu dò ra để thấy ngay cái động mạch chảy trước đập ở trên màn hình, và khi mà cần khảo sát thì chúng ta lại xoay dọc cái đầu dò ra. Đấy, từ từ xoay dọc đầu dò ra, check thêm một cái góc nữa so với cả cái mạch máu để chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler màu vào, nó chính xác, bắt được cái dòng chảy nó chính xác. Và cái cửa sổ Doppler xung để chúng ta đo cái mạch máu. Chúng ta lưu ý rằng cửa sổ Doppler xung có thể mở rộng, co giãn được. Đấy, và kích thước của cái cửa sổ này nó thường là phải bằng 2/3
2/3 cái đường kính của cái mạch máu là đúng. Đấy. Và khi mà động mạch chảy trước nó đi qua cái cổ chân thì nó sẽ đổi tên thành cái động mạch mu chân. Đó. Và trên đây thì tôi đã trình bày xong cái phần siêu âm Doppler động mạch chi dưới và phần mà quan trọng nhất của cái video này mà các anh chị mà cần nhớ, có lẽ là ít thấy được trong các cái sách vở lý thuyết hoặc là các cái bài giảng lý thuyết ở trên lớp, các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại mạch khác. Thứ nhất là chúng ta đặt đầu dò phải tạo với cái mạch máu một cái góc, đặt đầu dò một góc đấy, một góc chứ không đặt song song đấy, một cái góc nhọn đấy. Thì chúng ta chỉ nghiêng cái đầu dò một chút thôi và chú ý là tránh đè làm bẹp cái mạch máu đấy. Thứ hai nữa là chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler màu sao cho cái đường chéo lớn của cái hình bình hành trùng với dòng chảy. Thứ ba là chúng ta nhận định được cái chiều của dòng chảy khi mà chúng ta đã làm đúng. Và thứ tư là chúng ta đặt đúng được cái góc Doppler xung cũng như là cái cửa sổ Doppler xung. Khi chúng ta làm đúng được các bước trước thì các bước sau là sẽ đúng và chúng ta sẽ đo được cái tốc độ dòng chảy đúng. Và cái video clip của tôi đến đây là kết thúc và xin cảm ơn theo dõi của các bạn.